Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn, mình tên là Tom. Ok, hello chào các bạn, mình tên là Thiện. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Quang Dũng Mùa Đốc Cuộc Sống Châu Phi. Hôm nay mình có mặt ở bản Ba Bà 1 đây các bạn. Để xem cây ngô nó lên thế nào ấy. Trong khoảng 10 ngày này, 10 ngày trồng này các bạn. Thế hôm nay người dân bản Ba Bà 1 không đi làm các bạn. Tại để ở nhà trong người dân đang dọn rẫy để chuẩn bị xuống giống ấy đúng không? Đúng rồi. Rồi, nghỉ mấy ngày để mình đi vào trong bản Ba Bà 2. Còn hôm nay mình có đưa một ít cuốc hôm trước có tặng ở bên này một nửa đây các bạn. Một nửa sẽ tặng cho bản Ba Bà 2. Bên này mang một ít ván để làm một cái bàn hôm trước mình có nói này các bạn. Đây, phía này bắp đang lên rồi. Để mình sẽ quay kỹ cho các bạn xem. Bắp lên đều à? Đẹp. Đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Cái này trắng dây. Cái chỗ nào mà ướt quá là nó chưa lên được không? Hôm nay mình ghé đây để xem cây nó phát triển thế nào các bạn. Thì mình sẽ qua bên kia đóng thêm một cái bàn với này phát cuốc cho người dân bên đấy các bạn. Giờ nó đã phân chia rõ ra hai bản, mỗi bản là một nửa để làm ấy. Chứ không có tập trung hết ở nông trại. Cái ngô nó nấm tấm hết các bạn. Rồi, hy vọng 3 tháng nữa này. 3 tháng nữa có cái chia cho người dân. Cố gắng chăm sóc này. Hôm nay em đi lát quay phim đi với Quang Dũng ấy các bạn. Cho nên hôm nay mình sẽ để cho nó Tông quay phim. Các bạn sẽ không nhìn thấy nó Tông hôm nay trên video đúng không? Đúng. Và mời các bạn cùng mình sang bên bản Ba Bà 1 nhé các bạn. À, bản Ba Bà 2. Mời các bạn sang bên đây, mình sẽ cùng đóng bàn kia. Đóng thêm cái bàn với này phát cuốc cho người dân bên đây. Đúng rồi. Đây, người dân chờ lâu lắm rồi. À, hẹn gặp lại các bạn bên kia nhé. Yeah. Ok các bạn nhé, hôm nay mình đưa thêm ván vào này, đóng chỗ này một cái bàn này hôm trước nói các bạn. Đây là chỗ để thức ăn, chế biến thức ăn này các bạn. Phía này cửa đã nắp xong rồi. Buổi sáng đã nắp xong cửa rồi các bạn. Bây giờ mình cho nắp cái này. Còn bếp nữa, mới đắp được một ít. Ngày hôm nay cố gắng cho xong rồi các bạn. Đây, nông trại đang hình thành dần. Ông men đang trong giai đoạn chờ mưa các bạn. Mà khoảng tuần hoặc 10 ngày nữa mình sẽ đưa giống ngô vào các bạn để trồng hết khu vực dưới. Còn rau thì phía dưới các em ấy cũng đang đánh ra để trồng này. Được một ít tí mình sẽ quay cho các bạn xem nhé. Dạ, dạ em ra bên. Bắt xay. Dạ. Ông bên tán là. Không. Bắt xay. Ah, oh, na duna tamai. Các chị em là đang nấu ăn này các bạn. Bắt tay bên mình. Ok. Em buraco mai for à? Sim. Buraco, à. Cava mais aí. À, mai for. Aqui. À.
Đây này, đây này. Bên này. Mas, bate não? É aqui. Bate bukan. Já, chega, chega. Ó, nap. Não tá bom? Cái này thì nhanh, nó có khung sẵn này các bạn. Chỉ việc đặt thôi. Từ nét. Xem xem. Rồi đóng đi. Cái này là để chế biến thức ăn các bạn. Với này thức ăn nấu chín thì bỏ ra đây, rồi xong rồi sẽ cho ra ngoài kia. Dạ, bắt đi. Cái này nó là tấm ván dài ấy. Nãy trước khi đi nó vào nhà bạn nhân nhờ máy ấy, mình chẻ nhỏ ra để cho nó vào trong này. Trong này khỏi phải phải cưa nhiều. Cái này nó hơi dài tí mà cắt đi. Vâng thưa các bạn, sau một hồi đóng rồi, bàn hơi đẹp rồi đấy. Nhìn giống như quán bar hay là một quán phở gì ở Việt Nam các bạn. Để nấu ăn thì bỏ ra đây. Bàn chế biến này. Đẹp đẽ. Phía bên này hôm nay mình có đưa một ít cuốc các bạn. Của một thầy giáo giấu tên ở Quảng Trị lần trước là có gửi cho nông trại một ít đấy các bạn. Mà mới phát được bên kia 30 cái à. Còn bên này hôm nay mình sẽ đưa đến để phát bản bên này các bạn. Ê, ta về về gần nên nên đi. Sí. Mama đón đi. Mama tôi trabalha. Ai. Đây đây có em đây, đưa đến để có em đây. Bắt về gặp bên nhá. À, qua đà bên nên nè á. Dạ. Hay mà một chỗ này giống như một cái nhà trẻ các bạn. Vai jogar, né, Miru? Vai jogar. Vai filmar aí, filmar aí. Aqui. Đây, cua các bạn. Lần trước có đưa cái cán nắp sẵn là cái cán tiện bằng cái nõi cây các bạn. Cho nên nó yếu lắm, hay bị gãy. Mình sẽ cho nắp cái cán gỗ bằng cái cây ở rừng ở gần đây luôn các bạn. Để cho nó cứng cáp. Rồi à. Yeah, đang chơi bóng. Khu vực này mai mốt giống như thành lập một cái bản luôn, cái làng luôn các bạn. Bây giờ xuống gọi mọi người lên để chia cuốc tại vì cũng muộn rồi các bạn. Phía bên này mọi người đang tưới rau khoai các bạn. Đây hành đang cấy ra các bạn. Cây ở đây nó phát triển chậm. Đây, đang cấy ra. À, cái này này. Đây nữa. Cấy hết hành rồi.
Boa tarde, Dudu. Boa tarde. Dạ. Đây, hành đến ngày trồng ra rồi mà nó hơi nhỏ các bạn. Trồng ra đất mới này nè, phân bón hẳn hoi này, nó sẽ phát triển mạnh. Phía bên này trước trồng rau muống mà nó không lên ấy, em mình cho cuốc đi để trồng rau này. Bắt xem. Đây nuống chờ sẵn rồi. Nuống chờ sẵn để trồng hành các bạn. Hành khu vực này sẽ trồng hết ra. Phía dưới này trồng rồi. Cái này là trước là làm một cái khuôn ruộng để chờ ấy. Mà cảm thấy khúc trên này nó nhiều cát quá, không trồng được. Cho nên mình để cho trồng hành luôn. Đây, bỏ ra đi. Bỏ ra. Cái này cho cuốc anh em chuẩn bị trồng rau ra các bạn. Rau giống là nó đến ngày này. Phía này nó cũng vậy. Đây trồng được ít rau. Bắt xây. Đây rau mới trồng ra được mấy ngày các bạn. Còn xuống đây là lúa. Hôm nay cái trồng mới đây mà thời tiết nó ấm dần hơn được tí ấy. Trồng cái này khoảng hơn 2 tuần mà nó phát triển thấy mình thấy cảm thấy nó nhanh hơn. Đây các bạn, phát triển thấy nhanh hơn là cái đợt trồng trước. Bây giờ có néo muộn rồi các bạn, mình gọi mọi người lên để chia cuốc xong rồi về thôi chứ hơn 5 giờ chiều. Ôi tôi được bắt rồi nhá. À, bắt được xe sao đã? Em tới đây em đây cả. Nét đấy. Bắt một đấy, bắt mình được. Sẽ tặng cho bà cụ ở kế bên đấy các bạn. Đây, hôm trước bà có kêu là bị ăn trộm mất cuốc ấy. Hôm nay tí nữa mình sẽ đưa cho cháu của bà. Thưa các bạn, đây cháu của bà đây. Mình sẽ đưa ô cái này đá vô nhá. Vô sen đi đâu? Đây em này làm việc nông trại các bạn.
Pera, tudo já recebeu ele? Sim! Tá com ela? Sim! Já! Olha, quem é Sara? Tem senhor Vietnam. Entrega para que? Povo, vai ser, já? Já! Uma salva de palmas para ele. Então, guarda bem, depois quando vai trabalhar, vai começar, né? Sim! Bom, thưa quan, con em video của anh em mình kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã thời gian qua đã luôn đồng hành cùng với kênh Quang Dũng các bạn. Mong rằng thời gian tới sẽ luôn được sự ủng hộ các bạn để kênh ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, đồng nghĩa việc thêm nhiều bản làng, nhiều người dân được giúp đỡ nhé các bạn. Vâng, tôi đủ phát ra cho các bạn này. Chào các bạn. Cảm ơn chào chào.